Trước buổi xem chung cho các bạn bên 2K5 ở bên trang cá nhân của cô. Cả nhà ơi, mình thích thêm 5 phút nữa nhá. 5 phút nữa là mình bắt đầu vào bài. Đời sao có các thì các môn văn người ta.
chào anh Trần, chào Phạm Băng Tâm, chào Thùy Linh, chào Nguyễn Đức Hiếu, chào Trương Ly. Hơi mờ á. Cô chào Trần Minh Trang. Đọc comment chọn đáp án. Hai cộng ba bằng năm á, vẫn luôn. Hình như bài này là đang hot hot gì vậy? Cái gì mà hai cộng ba bằng mấy, hai cộng ba bằng năm thì em đưa tay anh nắm luôn. Hai cộng ba bằng mấy, hai cộng ba bằng năm, đưa tay em anh nắm, đúng không? Bài đây đúng không cả nhà? Cô chào Dương Hà nhá. Cô Thủy hết bệnh, cô Thủy hết bệnh rồi con ạ, cô Thủy khỏi ốm rồi. Tuần buổi này buổi tới là cô Thủy live bình thường đó. Cô bắt cô chào anh Trần. Xem chung này. Và nếu như bạn nào đi qua đây và chưa kết bạn với cô thì các con nhớ kết bạn nhá. Cái link kết bạn cô để bên trên rồi. Cô đưa tay con nắm đi. Không được đâu, tay cô lại chỉ có bồ cô nắm thôi. Chưa? Hay là nghe nốt bài này? Nè, để chuẩn bị live cho cả nhà, hôm nay cô đã phải chuẩn bị ở đây chai nước. Chai nước này để tí nó uống cho nó ngọt giọng để nói cho nó hay cả nhà nhờ. Bài này cô chưa kịp bắt trend này. Tú Dương Văn cô có đề tự luận không? Cô có đề tự luận con ạ. Nhưng mà bây giờ bắt đầu đổi sang thi trắc nghiệm nhiều rồi ấy, nên là cô đang chuyển dần sang cho các bạn ấy làm bài trắc nghiệm nhá. Còn nếu mà muốn có đề tự luận thì cô sẽ gửi đề tự luận cho các con tự làm nhá. Tự làm rồi gửi đáp số lại cho cô check, hoặc là up lên đáp số lời giải lên trên nhóm ấy. Các anh chị ấy sẽ cho con check. Thôi bây giờ mình vào bài nhá cả nhà nhá. Relax rồi, bây giờ thì bắt đầu vào bài học thôi. Cả nhà ơi, bắt đầu nhá. Nào, đây là phần hôm nay mà cô like cho chúng ta ấy. Nó là phần tổng ôn của học kỳ 1 lớp 9. Tổng ôn nhá, và đây các con nhớ cho cô là đây mới chỉ là part 1 thôi. Có nghĩa là những cái buổi live sau nó vẫn còn part 2, part 3 nữa. Và cô vẫn sẽ còn ôn cho đến lúc mà chúng ta thi học kỳ 1.
nhá. Vì thế cả nhà cố theo dõi đầy đủ nhá. Rồi, nào câu số 1. Câu số 1 nào. Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? Tuấn Nguyễn câu 1C. Tuấn Nguyễn câu số 1 bạn chọn đáp án C. Nào câu số 1 cả nhà ơi. Đáp án A là Fe cộng với clo Cl2 chuyển thành FeCl3. Trần Anh câu 1 đáp án A. Câu 1 đề có vấn đề nha mấy bạn. Thanh Thảo, xin chào Thanh Thảo. Ok, câu số 1 cả nhà có nhìn rõ đề không? Câu số 1 Hùng Dũng câu C, Trương Ly câu đáp án C. Xin chào Thúc Bình, xin chào Hà Thúc Bình. À thanh niên này, học sinh off của cô, Bùi Thảo đáp án C. Rồi, vậy thì cô xin chúc mừng tất cả những bạn nào có câu 1 đáp án C. Câu 1 của chúng ta là đáp án C nhá. Câu 1 của chúng ta là đáp án C. Các con nhìn giúp cô này, câu số 1 Tuấn Nguyễn cũng là đáp án C. Tất cả những bạn nào chọn câu 1 đáp án C thì cô xin chúc mừng nhá. Đáp câu 1 đáp án C là đáp án đúng, có nghĩa là phản ứng này không xảy ra. Thực tế ra thì không phải là nó không xảy ra hoàn toàn. Tuy nhiên nó chỉ xảy ra nếu như chúng ta sử dụng NaCl là muối rắn. Đúng không? Là chất rắn này cộng với H2SO4. Nhưng axit này phải là axit đặc, có đun nóng, thì nó sẽ tạo thành NaHSO4 cộng với HCl nhá, khí hydrochlorua. Đấy, do đó phản ứng này với câu C người ta không cho đầy đủ các điều kiện, đúng không? Không cho đầy đủ trạng thái nên là mình sẽ khoanh đáp án C là đáp án không đúng, không đúng nhá. Rồi, câu A chính xác. Các con nhớ cho cô là sắt ở đây có hai hóa trị là hóa trị 2 và hóa trị 3, đúng không? Cái này con ôn luôn lại một chút lý thuyết này. Vậy thì sắt có hóa trị 2, hóa trị 3, khi nào thì nó sẽ lên hóa trị 2? Khi nào thì nó lên hóa trị 3, đúng không? Nếu như sắt tác dụng với phi kim mà là phi kim clo thì sắt sẽ được đẩy lên sắt hóa trị 3. Cả nhà nhớ giúp cô nhá. Nếu như sắt mà tác dụng với clo thì sắt sẽ được đẩy lên hóa trị 3. Rồi, còn nếu như sắt tác dụng với oxy thì sắt sẽ được đẩy lên hóa trị cả 2 và 3. Và chúng ta thường viết chung dưới dạng oxit sắt từ là Fe3O4, được chưa? Còn nếu như sắt chỉ tác dụng với phi kim là lưu huỳnh thôi, bột lưu huỳnh có màu vàng á, thì nó sẽ chuyển thành FeS, có nghĩa là sắt ở đây thể hiện hóa trị 2 nhá. Cả nhà nhớ giúp cô nhá. Có 3 cái phi kim chúng ta thường hay gặp khi tác dụng với các kim loại. Và điển hình ở đây nếu như cô xét đến kim loại sắt nó khá là đặc biệt bởi vì nó có hai hóa trị 2 và 3. Lúc thì là hóa trị 2, lúc thì là hóa trị 3. Vậy cái công việc của các con ở đây là cần phân biệt được rằng là khi nào thì nó là 3, khi nào thì nó là 2. Vậy nhớ cho cô nhá, nếu tác dụng với Cl2, đây là một phi kim mạnh, thì nó sẽ đẩy lên sắt 3. Tác dụng với oxy thì nó đẩy lên vừa 2 vừa 3. Còn nếu tác dụng với lưu huỳnh thì nó chỉ đẩy lên 2 thôi. Vậy qua cái câu này ý, thì chúng ta cũng có thể rút ra một kết luận. So với clo thì oxy sẽ có tính phi kim yếu hơn. Và oxy so với lưu huỳnh thì lưu huỳnh sẽ có tính phi kim yếu hơn clo, đúng không? Nhá, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sang ý B. Ý B đáp án này cũng đúng nhá. Oxit acid cộng với bazơ thì sinh ra muối và nước. Tuy nhiên ở cái trường hợp này CO2 là oxit bazơ đặc biệt, đúng không? Nó có thể tác dụng với CaCO3 để hòa tan tạo thành CaHCO3 tất cả hai lần. Cái phản ứng này nó giải thích cho chúng ta cái hiện tượng nước chảy đá mòn, đúng không? Nước chảy đá mòn nhá. Đá là CaCO3 nhưng sau đấy thì nó bị hòa tan chuyển thành CaHCO3 tất cả hai lần. Phương trình này là phương trình đã được rút gọn. Câu D. Câu D đáp án này thì quá đúng rồi, đúng không? Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối. Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối. Sắt thì đương nhiên là mạnh hơn đồng, đúng không? Khi nào bạn cần may áo giáp sắt, nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Vậy sắt thì đứng trước H, đúng không? Đồng thì đứng sau H, vậy sắt đứng trước đồng. Mạnh thì đẩy yếu ra khỏi muối. Do đó phương trình D cũng đúng. Vậy sai ở đây là phương trình C nhá. Cô chào Thắng Menden, cô chào Vân Anh Nguyễn. Chúng ta sang câu 2 nào. Câu 2. Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có độ cứng lớn nhất? Hôm nay cả nhà như mà đi xem đá bóng hay sao ấy, ít người xem quá.
Cả nhà ơi, nhớ nhớ xe về tường cho cô nhá. Nhớ xe về tường cho cô đi. Nào, câu số 2. Trong các kim loại sau, kim loại nào có độ cứng lớn nhất? Kim loại nào có độ cứng lớn nhất nhỉ? Hơi buồn, cô bật nhạc lên tí nhá cả nhà nhá. Vừa học vừa nghe nhạc cho nó dễ vào. Bật bé thôi. Cô thấy theo nghiên cứu khoa học thì là vừa nghe nhạc vừa học thì là dễ vào nhất. Ít đối tương tác quá nên là cô phải bật nhạc nghe cho nó sung. Rồi, nào, câu 2. Trong các kim loại sau, kim loại nào có độ cứng lớn nhất? Lại rời. Suốt ngày quảng cáo. Nào, câu 2 cả nhà ơi. Câu 2 đáp án gì? Thắng men đen Chrome. Bùi Thảo đáp án 2, câu A cũng là Chrome. Tú Dương Văn 2A, Tuấn Nguyễn 2A, Trương Ly 2A. Ok. Chính xác. Câu 2 là đáp án A, đúng không? Câu 2 là đáp án A nhá. Chrome là kim loại cứng nhất, đúng không? Chrome là kim loại cứng nhất. Nhớ cho cô nhá. Chrome là kim loại được cứng nhất, chính xác. Tất cả những bạn nào chọn đáp án A, cô xin chúc mừng nhá. Nào, câu số 3. Muốn pha loãng axit sulfuric đặc H2SO4 đặc. Ta phải thế nào nào? Nào. Rồi, xin chúc mừng Phan Hiếu Nghĩa 2A, Bạch Xà 2A. Nào, câu 3. Muốn pha loãng axit sulfuric đặc thì ta phải làm gì? Muốn pha loãng axit sulfuric đặc, cô chia sẻ với cả nhà một chút về cái axit này nhá. Cái axit này nó cực kỳ nguy hiểm, nên nếu như các con mà có vào trong phòng thí nghiệm mà làm việc với axit này phải hết sức cẩn thận nhá. Bởi vì cái axit này nó có một cái đặc tính là nó rất là háo nước. Nó là một axit mạnh háo nước. Háo là gì? Háo sắc là thích sắc đẹp, háo nước là rất là thích nước, đúng không? Vậy cứ chỗ nào mà thích nước thì nó sẽ tranh giành, đúng không? Đúng không? Nhá. Vậy thì ở đây H2SO4 rất là háo nước. Do đó khi mà chúng ta pha loãng thì các con nhớ giúp cô là cái axit này chúng ta phải cho từ từ vào nước nhá. Phải cho hết sức từ từ vào nước. Nhớ chưa? Rồi, những bạn nào mà chọn đáp án B là đáp án chính xác nhá. Để cô check lại những bạn nào có đáp án B nào. Anh Trần đáp án B. Bùi Thảo đáp án C. Rồi, Phan Hiếu Nghĩa đáp án B. Hùng Dũng đáp án B. Vân Anh Nguyễn đáp án C. Hà Dương đáp án C. Phan Hiếu Nghĩa B. Thắng Men Đen C. Dương Hà C. Nguyễn Ngọc Hoàn B. Trương Ly C. Nguyễn Ngọc Hoàn B. Nguyễn Hiếu Nghĩa B. Ok, nào, bây giờ cô thấy có khá là nhiều bạn đang... Đáp án B thì là đáp án chính xác rồi nhá. Đáp án B thì là đáp án chính xác. Chúng ta phải rót từ từ axit vào nước. Được chưa? Nhớ này, trong phòng thí nghiệm mà làm thí nghiệm pha loãng axit này hết sức cẩn thận, rót từ từ axit vào nước. Lý do tại sao chúng ta lại không làm ngược lại, đấy là rót nước vào axit hay là rót nhanh axit vào nước nhá. Thì lý do là như sau này. H2SO4 là một axit háo nước. Đúng chưa? Nó giống như là một đứa trẻ thích kẹo ấy. Nó giống như một đứa trẻ thích kẹo ấy. Vậy cả nhà hãy thử tưởng tượng xem, nếu cái này thích nước nhá, cho từ từ H2SO4 vào nước, giống như là cho một đứa bé thích kẹo vào trong một cái phòng đầy kẹo, đúng không? Một đứa bé thích kẹo mà cho vào một cái phòng đầy kẹo thì có hiện thì vấn đề gì xảy ra ở đây? Không có vấn đề gì cả. Nó vào nó thích cái kẹo nào thì nó ăn cái kẹo đấy thôi. Rất là bình thường, đúng không? Rất là hòa bình. Chính xác không? Nhưng nếu bây giờ như thế này, ở đây có rất nhiều axit H2SO4 đặc, cô lại nhỏ từ từ nước vào thì nó không khác gì cái việc là ở trong cái phòng mà có rất là nhiều đứa trẻ, đúng không? Giả sử ở đây cô cho 1.000 đứa trẻ đi, đứa nào cũng thích kẹo, nhưng mà cô lại chỉ vào đây, chỉ cho vào đây một cái kẹo thôi,
thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đứa nào cũng thích cái kẹo đấy, đứa nào cũng tranh giành, và nó dẫn đến là gì? Đánh nhau, đúng chưa? Vậy thì cái này nguy hiểm này. Tương tự cũng thế, nếu như cho nước vào H2SO4 đặc, nguy hiểm. Chúng ta nhớ là cho từ H2S4 đặc và nước giống như cho một đứa kẹo vào một cái phòng đầy kẹo, đúng không? Đấy nhá. Và các con còn để ý thêm mà, nếu làm thực nghiệm ấy thì cái phản ứng, cái việc mà hòa tan H2S4 đặc trong nước ấy, nó còn tỏa nhiệt nữa cô. Nó tỏa nhiệt rất là mạnh. Vì thế nếu như chúng ta mà cho nước vào trong axit ấy thì sẽ có hiện tượng là axit bắn ra ngoài nữa. Bắn ra ngoài, và nếu nó rơi vào tay mình thì sao? Tay mình, cơ thể chúng ta có cấu tạo từ bao nhiêu? 50-70% là nước, nó sẽ lấy nước ở trong các tế bào, đúng không? Và chúng ta sẽ bị tổn thương da, chúng ta sẽ bị đau, đúng không? Chúng ta sẽ bị, nói chung là ví dụ tay chúng ta sẽ để lại cái sẹo thì nó không hề đẹp một tí nào. Nên cả nhà chú ý cho cô nhá. Nhớ nhá, để pha loãng H2SO4 đặc, axit sulfuric đặc, chúng ta nhỏ từ từ axit vào đâu? Vào nước. Cả nhà nhớ chưa? Nhớ nhá. Ok, bây giờ sang câu số 4 nào. Để làm sạch dung dịch natri clorua NaCl có lẫn Na2SO4 thì chúng ta dùng cái gì? Nào, Hồng Như câu số 4 đáp án A, anh Trần đáp án C. Xin chào Thu Phương Nguyễn. Anh Trần. Ok, tổn thương mô tay rồi. Tú Dương Văn câu 4 đáp án C. À, cô xin lỗi, Tú Dương Văn câu 4 đáp án A, Phan Hiếu Nguyễn câu 4 đáp án A, Đỗ Trọng Nhân câu 4 đáp án A, Vân Anh Nguyễn đáp án A. Cô xin chào Vũ Ánh Dương. Xin chào Vũ Ánh Dương. Nào, cả nhà ơi, mình cùng đi phân tích câu 4 nhá. Bạch Xà câu số 4 đáp án A, rất là nhiều bạn chọn đáp án A rồi. Và chúc mừng luôn những bạn chọn đáp án A là đáp án chính xác. Chào thằng Men Đen câu 4A, Tuấn Nguyễn câu 4A, Hùng Dũng câu 4A. Nào, chúng ta đi phân tích tại sao câu 4 chúng ta lại chọn đáp án A nhá. Câu 4 đáp án A là đáp án chính xác đấy. Bây giờ mình có hai cái muối NaCl, natri clorua và natri sulfat Na2SO4, đúng không? Bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta là làm gì nhỉ? Làm sạch cái dung dịch natri clorua có lẫn Na2SO4. Có nghĩa là mình phải làm sao? Có nghĩa là mình phải loại bỏ cái Na2SO4 này đi, đúng không? Vậy để loại bỏ cái Na2SO4 này đi nhưng không được để lẫn thêm chất khác, điều đấy có nghĩa là gì? Mình phải chọn một cái gốc nào đấy nó có Cl để dùng, đúng không? Rồi, ở đây vậy là đáp án B, đáp án D loại rồi, chỉ có hai cái này có Cl thôi, đúng không? Và nếu như mình chọn đáp án là BaCl2 thì sao? Thì NaCl vẫn giữ nguyên này. Nhưng cái Na2SO4 này, đúng không? Thì nó sẽ bị phản ứng. Phản ứng có nghĩa là nó sẽ giảm đi khi nó cộng với BaCl2 nhá. Khi nó cộng với BaCl2, cô xin lỗi, nó hơi bị che, cô cho lui lên đây một chút này, đúng không? Khi Na2SO4 phản ứng, tức là lượng nó sẽ giảm đi, tạo thành gì? Tạo thành NaCl, giống như cái bên trên này, cộng với BaSO4 là chất kết tủa, đúng không? Cái này là chất kết tủa, cái này là giảm đi nhá. Cái này giảm này, giảm khi tác dụng với BaCl2, tạo thành NaCl và BaSO4, đúng chưa? Cái BaSO4 này là chất kết tủa thì chúng ta bỏ nó đi. Đấy, và cuối cùng thì mình còn thu lại được là NaCl. Vậy là ban đầu thì là hỗn hợp của cả hai, nhưng sau khi cho vào BaCl2 thì nó chỉ còn cái gì thôi? NaCl thôi nhá. Do đó đáp án A ở đây là đáp án chính xác. Chúc mừng tất cả những bạn chọn đáp án A nhá. Thằng Men Đen ơi, câu 4 chọn đáp án A rồi, xong rồi sao lại đổi sang đáp án C? Đáp án A nhá con nhá. Đáp án C thì HCl sẽ không tác dụng với Na2SO4. Cả nhà nhớ nhá. Rồi bây giờ sang câu 5 nào. Câu 5. Cả nhà ơi, nhớ xem bài về tường nhá. Nhớ xem bài về tường cho cô nhá. Bởi vì cái bài này mai mà cô share tài liệu lên trên trang cá nhân thì có thể nó sẽ bị trôi bài. Và bạn nào chưa có cái đề ngày hôm nay thì inbox cho cô nhá, cô sẽ gửi đề cho các con. Câu 5 cả nhà ơi. Câu 5 nào. Câu 5 Tú Dương Văn đáp án C. Nhóm bazơ vừa tác dụng với HCl lại vừa tác dụng với KOH. Vừa tác dụng với HCl mà vừa tác dụng với KOH, đúng không?
vừa tác dụng với HCL vừa. Xin chào Đào Minh Thùy. Chào Nhật Anh. Nào câu 5 cả nhà ơi. Câu 5 nào. Cái nhóm bazơ nào mà vừa tác dụng được với axit là HCl mà lại vừa tác dụng được với bazơ là NaOH nhỉ? Đáp án ở đây là đáp án C nhá. Đáp án ở đây là đáp án C là đáp án chính xác đấy. Bởi vì sao? Bởi vì hai cái bazơ này, nhớ cho cô nhá, AlOH 3 lần và ZnOH 2 lần, đây được gọi là các hydroxit lưỡng tính. Lưỡng tính. Hydroxit lưỡng tính. Lưỡng tính là như thế nào cả nhà? Lưỡng là mấy? Lưỡng là 2. Quốc Việt, hello chị. Xin chào Khánh Linh. Xin chào Nguyễn Ngọc Hoàn. Xin chào Hùng Dũng. Đó, ok. Các con ơi, câu số 5 nào. Quay lại câu số 5 thì đáp án C ở đây AlOH 3 lần và ZnOH 2 lần là các hydroxit lưỡng tính. Thế nào là lưỡng tính? Lưỡng tính ví dụ như bảo là cái con bé A đấy nó là lưỡng tính đấy mẹ ạ. Thế lưỡng tính là gì? Lưỡng tính là nó vừa yêu được nam vừa yêu được nữ đúng không? Thế thì giống như cái hai cái thằng này, nếu nó là hydroxit lưỡng tính thì có nghĩa là nó vừa tác dụng được với axit mà nó lại vừa tác dụng được với gì? Với bazơ đúng không? Vậy ở đây bây giờ cô sẽ viết cho chúng ta hai cái phương trình. Cô sẽ viết cho chúng ta hai cái phương trình khi nó tác dụng với axit và khi nó tác dụng với bazơ nhá. AlOH 3 lần cộng với HCl. Cái này thì quá đơn giản rồi đúng không? Tạo thành gì cả nhà nhở? Tạo thành AlCl 3 cộng nước. Cả nhà nhớ cân bằng phương trình cho cô nhá. Được chưa? Nào, tiếp ZnOH 2 lần thì sao? Cộng với HCl thì tạo thành ZnCl 2 cộng với H2O. Rồi ok, đấy là khi nó tác dụng với HCl. Còn nếu như nó tác dụng với NaO KOH thì sao? Cái HCl này thì chắc là nhiều bạn biết này. Nhưng cái KOH thì nó khá là mới đúng không? Nên cô viết ở đây, nếu bạn nào chưa biết thì các con nhanh tay ghi nó lại nhá, hoặc là chụp lại màn hình. Nào, AlOH 3 lần. Cái này là cô đã viết một lần ở cái bài live khi mà dạy về bazơ rồi đấy nhá. AlOH 3 lần cộng với KOH tạo thành này KAlO2 cộng với H2O. Xin chào Bùi Thị Ngọc Thảo. Cộng với H2O. Các con nhớ cân bằng phương trình nhá. Ở đây nó sẽ là mấy nước nhỉ? Hai nước đúng không? Mấy nước nhỉ? KAlO2 này. Hai nước. Đúng rồi, hai nước. Đúng không? Nhá, hai nước, chính xác. Nào, thế còn nếu ZnOH 2 lần thì sao? ZnOH 2 lần cộng với KOH thì sản phẩm ở đây vẫn là nước này. Nhưng muối ở đây thì sẽ là gì? K2ZnO2. Được chưa? Sao mạng yếu vậy cô? Đâu, mẹ nhà cô vẫn bình thường mà. Mẹ nhà cô vẫn ngon lành cành đào lắm. Cả nhà ơi, xe bài về tường nhá. Xe bài về tường đi. Rồi, vậy là ở đây cô chốt lại một lần nữa. AlOH 3 lần và ZnOH 2 lần là các hydroxit lưỡng tính. Đây không phải là hai hydroxit lưỡng tính duy nhất, nhưng nó là hai hydroxit lưỡng tính mà các con thường hay gặp nhất. Có nghĩa là còn không? Còn. Bao giờ cô cung cấp sau. Hoặc bạn nào tò mò, bạn nào muốn biết, inbox riêng cho cô nhá. Còn ở trên này cô sẽ đưa những cái mà các con thường hay gặp nhất để cho các con lặp đi lặp lại đủ nhiều để các con nhớ vào đầu đã. Được chưa? Mở rộng cô sẽ mở rộng sau nhá cả nhà nhá. Rồi. Nào tiếp nào. Hơi tối á. Nha, màn hình của cô vẫn rất là ngon lành cành đào luôn ý. Nó rất là sáng. Cả nhà chỉnh lại mức sáng ở điện thoại giúp cô nhá. Câu số 6 nào. Câu số 6 cả nhà ơi. Cho các chất sau, chất nào chứa hàm lượng sắt nhiều nhất? Cái này thì chỉ đơn giản bấm máy tính thôi nhá. Nào, ví dụ là câu A. Câu A, đáp án A là FeO thì chúng ta tính hàm lượng sắt như thế nào này? Cô hướng dẫn cả nhà tính câu A nhá. Nhìn này, ở đây FeO thì nó là bao nhiêu F mấy sắt nhỉ?
Ở đây chúng ta có FeO thì nó được tạo ra từ một sắt đúng không? Một sắt là một Fe này. Nếu một FeO nhá thì nó được tạo ra từ một sắt và mấy oxy? Một oxy, đúng không? Điều đấy có nghĩa là nếu như bây giờ cô xếp một mol sắt thì nó sẽ có một mol Fe và một mol oxy. Đúng không cả nhà? Đúng rồi. Và ở đây FeO, Fe là bao nhiêu nhỉ? Fe là 56. Vậy là 1 mol Fe thì đóng góp 56. 1 mol oxy thì đóng góp 16. Đúng chưa? Trong khi đấy tổng của FeO thì nó sẽ là 72 nhá. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính được cái phần trăm của sắt ra cho cô. Phần trăm của sắt đóng góp bằng 56 chia cho 72 nhân 100%. Rồi, cả nhà comment nhanh cho cô câu A. Ý A này phần trăm sắt là bao nhiêu nào? Tính nhanh nào, đây là có máy tính nhanh giúp cô nào. Rất nhiều bạn chọn đáp án A, nhưng mà bây giờ cô muốn biết là phần trăm của nó là bao nhiêu. Đứa nào có máy tính bấm nhanh cho cô nào. Đúng rồi, đúng rồi. Rất là nhiều bạn chọn đáp án A. Cho cô cái đáp số nào. 77,7. Rồi, Nguyễn Văn Anh ra đáp án sớm nhất 77,7. Đúng không? 77,7. Nào, bây giờ đến cái đáp án B. Đáp án B xấp xỉ 77,8. Rồi, ok, xấp xỉ 77,8 của Tú Dương Văn ra thứ 2. Hùng Dũng 77,7. Nào, bây giờ chúng ta sang câu B. Thử câu B nhá. Câu B này FeS2. Câu này làm chậm nó thôi nhá. CD làm nhanh nhá. FeS2 này thì ở đây chúng ta thấy có mấy sắt? Vẫn chỉ có, nếu như xét một sắt, một Fe, một FeS2 thì nó vẫn chỉ có một Fe, đúng không? Và 2S, đúng chưa? Một mol FeS2 thì có một mol sắt và hai mol lưu huỳnh. Ok, Nguyễn Việt Anh. Xin chào Nguyễn Việt Anh. Ok, câu B. Rồi, câu B bạn Anh Trần bạn ấy đã ra ngay là 87,5 rồi. Ok, vậy thì câu B là đáp án là sẽ nhiều hơn phần trăm ở câu A rồi đúng không? Nhiều hơn á? Nhiều hơn thật á? 56 này, cái này là 64 cơ mà con nhỉ? Đúng không? Lưu Huỳnh là 32 chứ. Lưu Huỳnh là 32 chứ, đúng không? Đúng rồi, Tú Dương Văn ra đáp án rồi, cái này là 0 này, 120 đúng không? Phần trăm khối lượng của Fe chỗ này là 56 chia cho 120 nhân 100. Rồi ok là bao nhiêu nhỉ? Đáp án B xấp xỉ 46 à? Xấp xỉ 46. Rồi xấp xỉ 46%. Ok ok, nhầm không sao. Rồi nào, câu B ở đây là cô thấy mọi người ra đáp án là xấp xỉ 46. Vậy câu B chắc là không được rồi, đúng không? Vậy câu A là tính là 77,8 rồi cơ mà. Xin chào Cao Hoàng Lê Minh. Nào bây giờ chúng ta sang câu C nhá. Cả nhà ơi, bấm nhanh cho cô câu C nào. Phép biểu thức của câu C sẽ là gì nhỉ? 2 Fe đúng không? 2 Fe, Fe là 56 này, tính nhanh này. Cách bên kia là cô phân tích cho tôi nhá. Đứa nào không biết thì chụp màn hình lại về mà xem nhá. Bắt đầu câu C tính nhanh này. 56 ở đây có 2 sắt đúng không? Thì lấy 56 nhân 2. Tổng này, tổng là 2 sắt là 56 nhân 2. 3 oxy, mỗi oxy là 16, đúng không? Nhân 100%. Bấm nhanh hộ cô câu C cả nhà ơi. Anh Trần ra đáp số 70%. Xin chào Ánh Nguyệt. Nào bây giờ tiếp đáp án D. Đây là đáp án C nhá. Đáp án D. Đáp án D ở đây chúng ta thấy có mấy sắt? Fe 3O4, 3 sắt đúng không? 56 nhân 3 chia cho tổng 56 nhân 3 cộng với 16 nhân 4 nhân 100%. Cho cô đáp án của câu D bằng bao nhiêu phần trăm cả nhà ơi? Cũng 70. Cũng 70 á? Sao kỳ đấy cả nhà? Cô tưởng nó phải khác đáp án C chứ. 72, ok. 72%. Rồi. Đấy, vậy thì ở đây tất cả những
bạn nào mà câu 6 các bạn chọn đáp án A đấy, lúc đầu tiên ấy, thì đều là đáp án đúng, đúng không? Rồi ok, cô check lại nhá, xem các thanh niên nào chọn đáp án A nào. Ok, ok. Bùi Thảo, Bùi Thị Thùy Linh, Tú Dương Văn, Hùng Dũng, Nguyễn Ngọc Hoàn, Như Hồng, Bạch Xà, Vũ Anh Dương, Trương Ly. Rồi ok, tất cả những thanh niên này đều chọn đáp án A. Việt Anh cũng chọn đáp án A là đáp án chính xác nhá. Rồi, cô xin chúc mừng tất cả những bạn nào chọn đáp án A của câu số 6. Vậy qua câu này cả nhà đã biết tính thành phần phần trăm của một nguyên tố trong hợp chất chưa? Nhá. Rồi, gặp câu này đứa nào mà sai là về cô đánh đòn. Nhớ nhá. Nào, bây giờ chúng ta sang câu 7 thôi. Câu số 7 là đề bài làm về bài tập nhận biết. Rất có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi cô là cô ơi chữa bài tập nhận biết đi. Thì đây, trong đề thi trắc nghiệm này cô đã phải lồng bài tập nhận biết vào rồi đây. Cả nhà nhìn nhá. Ở đây chúng ta có mấy loại, mấy hợp chất đây nhở? 1, 2, 3 NaOH, đúng không? Rồi BaOH tất cả 2 lần NaCl. Nào, xe về đi cả nhà ơi, xe về tường nhà mình, xe về trên các nhóm để cho các anh em bạn bè xem cùng với nào. À, bạn nào biết tổ chức xem chung thì các con tổ chức xem chung giúp cô nhé. Tổ chức xem chung để cho mọi người vào mọi người xem với. Câu 7 nào. Ồ, câu 7 cô thấy rất là nhiều bạn chọn đáp án C. Khổ cô rất dễ phiêu theo nhà. Hồng Như đáp án C, Tú Dương Văn đáp án C, Bùi Thảo đáp án C, Hùng Dũng đáp án C, Bạch Xà C, Vũ Anh Dương C. Rất nhiều bạn chọn đáp án C nhở. Cô 7 vẫn tiếp tục triển lê đáp án C. Chính xác, đáp án C là đáp án đúng. Nào, chúng ta đi phân tích nhá, để xem là dùng đáp án C như thế nào. Ban đầu tiên ở đây cô thấy có gì? Quý tím đúng không? Chúng ta sẽ dùng quý tím vì sao? Bởi vì thấy trong đề có 3 chất thì trong đấy có 2 chất là bazơ. Đúng không? Có 2 chất là bazơ, 1 chất là muối nhá. Vậy dùng quý tím thì bazơ sẽ làm quý tím chuyển sang màu xanh. Muối, đặc biệt muối này là muối trung tính, nó sẽ không làm cho quý tím chuyển màu, được chưa? Rồi, sau đấy thì sử dụng tiếp K2CO3, kali carbonat, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái NaOH không làm cho K2CO3 có xuất hiện kết tủa khi cho vào. Nhưng BaOH 2 lần thì có kết tủa màu gì nhỉ? Màu trắng. Đấy nhá. Vậy là cho quý tím thì nhận biết được NaCl, đúng không? Sử dụng K2CO3 thì phân biệt được BaOH 2 lần có kết tủa, NaOH thì không nhá. Vậy chúng ta sẽ sử dụng C, quý tím vào dung dịch K2CO3. Chúc mừng tất cả những bạn chọn đáp án C nhá. Nhiều bạn chọn đáp án C quá. Hồng Như, Tú Dương Văn, xin chào Hoài Phương, Bùi Thảo, Hùng Dũng, Bạch Xà, Vũ Ánh Dương, Triển Lê, Nguyễn Ngọc Hoàn, Phương Diệu, Tuấn Nguyễn. Rồi ok, các thanh niên đã bắt đầu bơi sang câu số 8 rồi. Nào, câu số 8. Trong các oxit sau, oxit nào là oxit bazơ? Trong các oxit sau, oxit nào là oxit bazơ? Để làm nhau đâu. Của chị, ăn đi. Ăn được. Nào câu số 6 cả nhà ơi. À câu số 8 cả nhà ơi. Nào bây giờ cô nhắc lại nhá, oxit bazơ là gì? Cái này phải lặn lội đào bới lại từ cái bài đầu tiên của học lớp 9, đúng không? Đứa nào mà theo dõi like của cô đầu tiên thì chắc chắn câu này là chọn luôn, không cần phải nghĩ nhá. Oxit bazơ là gì? Oxit bazơ là hợp chất mà có kim loại đi kèm với oxy, đúng không? Vậy trong 4 cái thằng này, thằng nào là kim loại thì chọn. Và kim loại là gì nhỉ? Khi nào bạn cần mèo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa, đúng không? Cửa CU nhá.
đáp án C. Rồi, không chần chừ gì nữa, mẹ nào chọn đáp án C đúng hết rồi nhá, không cần phải nghĩ. Nào, đấy, lợi của những cái đứa mà theo dõi like của cô từ đầu đấy nhá, là đọc đề phát là chọn luôn, không cần nghĩ. Nào, bây giờ mình sang câu 9 nhá. Kim loại nào được dùng để làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do có tính bền nhẹ và nó là kim loại? Thì kim loại nào? Kim loại nào nhỉ? Kim loại nhôm, đúng không? Nhôm rất là bền. Chúng ta biết không, mình dùng cái chậu nhôm hay cả xong nhôm ở nhà ấy, nó rất là bền, đun nấu thì không bao giờ bị han gỉ. Trong khi sắt thì sao? Sắt thì bị han gỉ, các con có biết vì sao không? Bởi vì cái nhôm ấy, kim loại nhôm khi mà để ngoài không khí ấy, nó tạo thành một cái lớp nhôm oxit cực kỳ bền, không bị oxy hóa. Đấy, nên là nó sẽ là một vật liệu dùng để chế tạo vỏ máy bay. Và kim và nhôm là một kim loại nhẹ, đúng không? Bay lên cao, càng nhẹ thì nó mới càng bay được lên cao chứ, đúng không? Bây giờ mà dùng cái kim loại nặng thì cái máy bay nó sẽ rất là nặng và nó không thể cất cánh được, đúng chưa? Nào, câu số 10. Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu nấu 3 tất cả 2 lần tạo ra Cu kim loại. Có nghĩa ở đây người ta đang hướng chúng ta hỏi đến cái tính chất gì nhỉ? Kim loại tác dụng với muối, đúng không? Đây là muối mà. Nào, kim loại cộng với muối thì ra muối mới cộng với kim loại mới, đúng chưa? Câu này lớp em hôm trước vừa kiểm tra xong. Thầy có làm đúng không Tú Dương Văn? Làm đúng không? Câu này cả nhà ơi, câu 10. À câu 10, một loạt các thanh niên comment rồi để cô xem nào. Câu 10 đáp án A, Hùng Dũng đáp án A, Bạch Xà đáp án A, Bùi Thị Ngọc Thảo đáp án A. Nào. Đúng rồi. Đáp án A là đáp án chính xác đấy. Tất cả những bạn nào chọn đáp án A, cô xin chúc mừng nhá, là đáp án đúng rồi. Bây giờ chúng ta phân tích lại là tại sao đáp án BCD không được nhá. Tại sao đáp án BCD không được này? Thì cái điều kiện của muối tác dụng với điều kiện của kim loại tác dụng với muối là gì? Đấy là muối mạnh thì mới đẩy được muối yếu ra khỏi muối kim loại mạnh thì mới đẩy được kim loại yếu ra khỏi muối. Vậy thì mình sẽ phải dựa vào cái dãy hoạt động hóa học của kim loại nhá. Cô viết lại cái dãy hoạt động hóa học của kim loại này. Cô viết lại cái dãy hoạt động hóa học của kim loại nhé cả nhà nhá. Nhìn này. Khi, đúng không? Bắt đầu là khi. Khi nào bé cần may áo giáp sắt thì sao nhở? Thì nhớ sang phố hỏi cửa hàng á phi âu. Đúng chưa? Này, dãy này. Xem nhiều bạn hỏi cô ơi, cái dãy của cô nó cứ lạ lạ ở trong sách giáo khoa của con, dãy nó ngắn. Thì cô phải đính chính lại một lần nữa nhá, là cái dãy của cô là cái dãy đủ. Còn trong sách giáo khoa là nó thu gọn lại những cái kim loại mà các con thường hay gặp rồi. Trong sách giáo khoa thì hình như là nó có kali này, bari hay canxi nhở, không nhớ nữa. Đây, 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 đây và đây. Hết rồi, đúng không? Nó ngắn hơn rất là nhiều. Cái bảng của cô thì nó đầy đủ hơn nhá. Tùy các con có thể học trong sách giáo khoa hoặc học cái bảng đầy đủ này cũng được. Tùy nhá. Những bạn nào mà học đội tuyển, học để thi chuyên ấy, thì nên học cái dãy này. Cái dãy này là cái dãy đầy đủ hơn cho chúng ta. Và thực ra là đi thi học sinh giỏi thì những cái kim loại này thì nó cũng thường hay gặp thôi, chứ cũng không phải là hiếm gặp đâu nhá. Rồi, cả nhà ơi, nhớ xe bài về tường đi nào. Xe bài đi, xe bài cả vào trong các nhóm và tổ chức xem chung giúp cô nhá. Đáp án B, vướng thằng nào đây? Bạc, AU, 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 đúng không? Loại. Đáp án C thì vướng thằng gì? Thằng bạc, AG đứng sau CU, đúng không? Loại nốt. Đáp án D này, natri này, magie này, nhôm này, đứng trước hết đồng này. Tại sao lại không chọn nhở? Đứng trước hết cả đồng này, đáp án D này. Bốn kim loại này đứng trước hết đồng này, thằng nào cũng đứng trước đồng này, mà tại sao lại không chọn là cả nhà ơi? Tại sao nhở? Tại sao lại không chọn nhở? À, có bạn Bùi Thị Ngọc Thảo, bạn ấy bảo là vướng natri. Chính xác.
Chính xác, câu này mặc dù là cả ba kim loại đều đứng ở đằng trước, nhưng chúng ta chỉ xét tính chất bắt đầu từ cái gì thôi? Từ magie đổ lại thôi. Bởi vì magie đổ lại thì kim loại cộng muối mới ra muối mới và kim loại mới. Còn bốn cái kim loại đầu dãy thì sao? Bốn kim loại đầu dãy khi mà tác dụng với muối thì nó sẽ xảy ra theo cơ chế khác. Cô lấy ví dụ khi cho natri đi. Natri mà cộng với CuNO3 tất cả hai lần nhá. Cả nhà nhìn này. Cái này có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi cô xong, hỏi xong thì nó bảo ô cô ơi, hôm trước kiểm tra với cả thi loại đội tuyển học sinh giỏi bọn em vào đúng câu này. Đấy. Chào cả nhà. Nào, nó sẽ xảy ra theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thì natri sẽ cộng với nước để chuyển thành NaOH và giải phóng H2. Đúng không? Đấy, chứ nó không đẩy đồng ra khỏi muối đâu nhá. Xong đến cái giai đoạn 2 á thì cái NaOH sinh ra lại cộng với CuNO3 tất cả hai lần. Đấy, chuyển thành CuOH tất cả hai lần kết tủa cộng NaNO3. Đấy, NaNO3. Đúng không nhá? Vậy ở đây hai cái đáp án B ấy là nó vướng natri, nó không thể tạo thành kim loại đồng được. Đúng không? Nó sẽ tạo thành khí hiđro và kết tủa. Nếu như cái câu 10 này này mà người ta hỏi là rằng trong các kim loại sau kim loại nào tác dụng được với CuNO3 tất cả hai lần thôi ấy, thì chúng ta phải chọn cả đáp án D. Nhưng nếu như mà tác dụng với CuNO3 tất cả hai lần mà lại tạo ra kim loại đồng thì đáp án D không được chọn, bởi vì nó vướng kim loại natri. Cả nhà hiểu không? Nhá. Rồi ok, câu số 10 xong rồi, bây giờ chúng ta sang câu số 11. Xe về tường đi cả nhà ơi. Xe về tường đi, bởi vì mai mà cô xe tài liệu lên là nó sẽ bị trôi bài rất là nhanh á. Nó bị trôi bài rất là nhanh nhá. Nên xe về tường đi. Xe về tường đi. Và bạn nào, có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi cô là cô ơi, cô like bao giờ với cô like ở đâu ấy. Cả nhà click vào cái link me ở bên trên giúp cô nhá. Xem là mê mà click là phê nhá. Cứ click đi, nó sẽ báo đến tận giường của các con khi mà cô like. Nào, câu số 11. Ngâm một đinh sắt sạch vào dung dịch bạc nitrat, hiện tượng xảy ra phản ứng ở đây là gì? Nhá. Hiện tượng xảy ra có nghĩa là người ta đang hỏi mình không phải là viết phương trình như thế nào đâu, mà người ta đang hỏi chúng ta là cái gì? Là cái hiện tượng mà mắt thường mình quan sát được ấy, nó là cái gì? Đấy nhá. Cô xin chào Thành. Ok, nào, bây giờ chúng ta xem nhá. Cho đinh sắt này, đinh sắt là Fe cộng với bạc nitrat là AgNO3 tạo thành, nào, kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối, có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ tạo thành FeNO3 tất cả mấy lần? Hai lần cộng với Ag. Đúng chưa? Vậy hiện tượng ở đây quan sát được sẽ là như thế này này. Dung dịch AgNO3 trong suốt không có màu nhá. Được chưa? Nhúng thanh sắt vào đây thì sao nhở? Thanh sắt sẽ bị tan ra một phần. Đúng không? Thanh sắt sẽ bị tan ra một phần. Đồng thời cái kim loại bạc này, đúng rồi, kim loại bạc có màu xám nhá. Kim loại bạc có màu xám bạc thì nó sẽ bám vào thanh sắt. Đúng không? Vậy ở đây hiện tượng của chúng ta quan sát được là gì? Thanh kim loại sắt tan ra một phần và có kim loại bạc màu trắng xám bám vào. Đúng chưa? Rồi, chứ cái lượng kim loại bạc sinh ra nó không bám vào thành ống nghiệm nhá, và nó cũng chẳng bám vào đáy cốc hay đáy ống nghiệm nhá. Nhớ bám luôn vào trên cái thanh sắt ấy. Được chưa? Rồi, vậy câu 11 các con chọn đáp án gì đây? Nhiều bạn chọn đáp án D, rất nhiều bạn chọn đáp án D. Tú Dương Văn, Bùi Thảo, Bùi Thị Ngọc Thảo, Non Not, Tuấn Nguyễn ơi, không có màu đỏ, có nơi màu đỏ là của kim loại đồng. Đây là kim loại bạc, bạc Ag nhá. Đây là kim loại bạc nên sẽ không có màu đỏ. Ok. Đúng rồi. Đấy, Vũ Ánh Dương câu D, Bùi Thị Ngọc Thảo câu D. Rồi chúng ta xem câu 11 đáp án D là gì nhá. À đúng rồi, sắt bị hòa tan một phần, bạc giải phóng. Ok, đáp án D. Câu này chọn đáp án D cũng được, bởi vì đáp án thì người ta chỉ cho có thế thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu nhá, là cái lượng bạc sinh ra nó phải bám vào thanh sắt.
nhớ chưa? Rồi ok, câu 12. Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều ở đâu? Rồi câu này thì easy quá rồi đúng không? Không phải nghĩ, khoanh luôn là muối biển chứ còn gì nữa. Đúng chưa? Nước mưa làm gì có muối? Nước mưa đứa nào mà đi trời mưa mà nước mưa nó tát vào mặt chẳng may uống vài giọt nước mưa có thể bị mặn đâu. Đúng chưa? Nhá, nước biển, đúng không? Nước biển, muối natri clorua. Câu 13 cho đến câu 15, 16 là các câu tính toán rồi nhá. Câu 12 đáp án D. Rồi, rất nhiều bạn chọn câu 12 đáp án D. Cô xem nào. Tú Dương Văn, Bùi Thị Ngọc Thảo, Bùi Thảo, Vũ Ánh Dương, Việt Anh, Thắng Men Đen, câu 12 chọn đáp án D đều là những bạn chọn đáp án đúng. Bây giờ chúng ta sang câu số 13. 0,5 mol CuO tác dụng vừa đủ với. Câu 13 đáp án gì cả nhà nhỉ? Câu 13. Việt Anh khi nào nghỉ vậy cô? Cô không biết, lúc nào chữa xong thì nghỉ. Bùi Thị Ngọc Thảo, câu 13 đáp án D. Xin chào Như Quỳnh. Bùi Thị Ngọc Thảo, câu 13 đáp án D. Rồi, rất là nhiều bạn chọn câu 13 đáp án D. Và cô xin chúc mừng luôn những bạn chọn đáp án D nhá. Nào bây giờ mình đi phân tích thử đáp án D xem nào. CuO cộng với H2SO4, đúng không? Oxit bazơ cộng axit thì sinh ra muối và nước. Muối và nước, đúng không? Đặt số mol đề bài cho vào phương trình này. Đặt thẳng nhá, đặt thẳng dưới cái chất đề bài cho nhá. Được chưa? Số mol của chất nào thì đặt thẳng dưới cái chất đấy cho cô. Tính số mol của đại lượng đề yêu cầu. Thì ở đây chúng ta thấy là đang có liên quan đến H2SO4 đúng không? Tính thử nhá. Lấy số mol của chất đã biết là 0,5. Nhân hệ số của chất cần tìm là mấy đây? Là 1. Chia cho hệ số của chất đã biết cũng là 1, đúng không? Vậy đáp án ở đây là 0,5 mol. Ok, chính xác, đáp án D. Chúng ta cần sử dụng 0,5 mol axit H2SO4 nhá. Bây giờ ở đây sẽ có nhiều bạn hỏi cô ơi cô, thế còn axit HCl thì sao? Bởi vì ở đây chúng ta thấy có hai cái H2SO4 và có hai cái HCl. Vậy tại sao đây tạo thành CuCl2 và H2O? Nhớ cân bằng phương trình cho cô nhá. Nhớ cân bằng phương trình cho cô. Vậy nếu ở đây giả sử chúng ta có 0,5 mol CuO thì cái lượng HCl cần dùng này, đây người ta có liên quan đến HCl này, lượng HCl cần dùng sẽ phải là bao nhiêu? Lấy số mol của chất đã biết là 0,5, đúng không? Nhân hệ số của chất cần tìm là mấy đây? Là 2, đúng chưa? Chia cho hệ số của chất đã biết là mấy? Là 1. Ok, vậy nếu như sử dụng HCl ở đây thì chúng ta phải cần bao nhiêu mol? Cần mấy nhở? 0,5 x 2 chia 1 thì nó phải là 1 mol. Đúng chưa? Là 1 mol. Đúng, chính xác, Thắng Men Đen đúng, Bùi Thị Ngọc Thảo đúng. Nhưng mà đáp án của chúng ta chỉ có 0,25 với 0,5 thôi thì làm sao mà đúng được? Đúng chưa? Nhá. Do đó các con phải chọn đáp án D, 0,5 mol H2SO4. Được chưa? Rồi ok. Cả nhà ơi, xe bài về tường cho cô nhá. Xe đi. Xe bài về tường ý là để cho các con hôm sau các con xem lại thì nó dễ. Bởi vì bài của các con đăng bao nhiêu là các con biết, hoặc các con đặt chế độ xem trước. Chứ cô thì cái like này xong đến thứ 7 lại like tiếp, xong ngày nào cũng share tài liệu thì nó rất là nhanh trôi. Đến hôm mà nhắn tin hỏi lại là cô ơi cho con xin like tổng ôn của buổi 1 đó thôi, cô ơi chịu luôn ấy. Bó tay bó cả chân luôn chứ không giúp ở đâu nhá. Nên là các con tự share về tường của mình đi. Đứa nào chưa có tài liệu buổi live hôm nay thì tí nhớ cuối buổi live nhắn tin cho cô gửi cho nhá. Câu số 14, cô xin lỗi. Trộn dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4 và dung dịch chứa 0,3 mol NaOH. Lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn, tính giá trị của m. Ok. Câu 14 đã có các bạn ra đáp án rồi. Câu 14 Bùi Thảo đáp án B. Có Bùi Thảo đáp án B. Nào câu số 14 cả nhà ơi. Câu số 14 nào. Câu số 14 nhá. CuSO4 mà cho vào NaOH
Xin chào Bùi Thị Ngọc Thảo, phải xem hai muối. Phải xem ra. Nào. Xin chào Hoàng Bảo Hy. Nào, COH4 cộng với NaOH này chữa nhanh nhé, bởi vì cái bài này dễ quá rồi. COOH 2 lần. Chất này là cái tủa đúng không? Bazơ thì ngoài 4 bazơ của 4 kim loại đầu dãy là dung dịch. Đúng không? 4 bazơ của 4 kim loại đầu dãy là dung dịch, còn lại thì nó là các bazơ kết tủa. Được chưa? Cộng với Na2SO4 rồi, ok Việt Anh. Chắc là bận việc à? Con xem bài Việt Tường nhá, mai xem lại nốt cái phần cuối nhá. Ở đây chúng ta viết xong phương trình thì nhớ cân bằng. Câu 14 em ra 8,1 á. 8,1 á, tức là không có đáp án đấy hả? Ok, đợi cô tí để cô chữa đã nhá. Nào, NaOH ở đây của chúng ta là 0,3 mol. Trong khi COSO4 là 0,1 mol. Vậy chất nào hết? Chất nào hết? Đương nhiên là COSO4 hết đúng không? Vậy tính toán theo COSO4 nhá. Tính toán theo COSO4 này, 0,1, 0,2 và 0,1. Ban đầu chưa có nhá. 0,1. Trước phản ứng này, sau phản ứng. COSO4 sau phản ứng hết rồi. Đúng không? COOH à, cái gì nhở? NaOH thì sau phản ứng còn dư 0,1, còn cái này tạo ra 0,1 mol nhá. Mình quan tâm đến cái này. Mình quan tâm đến cái kết tủa ấy, bởi vì đề bài bảo là lọc kết tủa này, rửa sạch này, đem nung này, đúng không? Tức là nó phải có một cái phương trình đem nung lượng kết tủa này nữa. Vậy bazơ không tan mà nhiệt phân, tức là đem nung nóng đấy, thì nó sẽ tạo thành bazơ cộng với nước, đúng chưa? Đem nung đến khi khối lượng không đổi, tức là nhiệt phân hoàn toàn để thu được CuO, đúng chưa? Nhiệt phân hoàn toàn để thu được CuO. Bây giờ chúng ta đặt số mol vào phương trình nhá. Thu được kết tủa này, đem kết tủa này đi lung này, có nghĩa là cái lượng mol ở đây nó có thay đổi không? Không. B nguyên xuống đặt vào phương trình cho cô nhá. Đặt vào phương trình ở đây là 0,1. Nhớ này, số mol của chất nào thì đặt thẳng dưới cái chất đấy cho cô, nhớ chưa? Rồi, bây giờ tính số mol của đại lượng đề yêu cầu nhá. Tính số mol của đại lượng đề yêu cầu là chất rắn đúng không? Chất rắn đây, CuO đây. Tính đi. Lấy số mol của chất đã biết là 0,1. Nhân hệ số của chất cần tìm là bao nhiêu đây? Là 1. Chia hệ số của chất đã biết cũng là 1. Phương trình này nhớ cho cô là tự cân bằng rồi nhá. Nó chưa cân bằng thì chúng ta phải cân bằng. Được chưa? Rồi, đáp án ở đây là 0,1 mol. Đấy, 0,1 mol. Em chưa cân bằng, phương trình đấy tự cân bằng rồi con. À, cái phương trình trên ấy hả? Cái phương trình 1 ấy hả? Chưa cân bằng thì phải cân bằng vào nhá. Được chưa? Rồi, từ đây chúng ta tính được khối lượng của CuO bằng số mol nhân m lớn, đúng không? 0,1 nhân với Cu, đứa nào chưa biết thì tra lại bảng 42 sách giáo khoa lớp 8 nhá. 64, oxy là 16. 0,1 nhân với 80. Đó, đáp án là 8g mà. Có đáp án đúng không? Có đáp án đúng không? Đáp án ở đây là 8g nhá. 8g, thấy chưa? Rồi, câu 15. Vậy là tất cả những bạn nào có câu 14 đáp án B là đáp án đúng. Để cô xem nào. Câu 14, Bùi Thảo đáp án B. Vũ Ánh Dương câu 14 đáp án B. Bùi Thị Ngọc Thảo đáp án B. Ok, Trần Anh Trần chưa cân bằng. Con nói nhớ nhá, đã làm bài hóa mà đã động đến phương trình ấy là cái việc đầu tiên là phải cân bằng. Còn không cân bằng thì thôi đừng làm nữa. Không cân bằng được thì thôi không làm nữa luôn. Thanh niên nào 2K2 mất gốc à? Khải Hoa à? Mất gốc thì bốn thuốc để cho nó mọc lại gốc thôi. Bao nhiêu những cái like ở đầu lấy lại gốc của cô đấy. Về mà xe lại, về mà học đi. Nào. Ok. Câu số 15 thì nó cũng là dạng bài tập hết dư thôi. Mình làm nhanh nhá. 0,2 mol canxi oxit. Canxi oxit là gì nhỉ? Canxi oxit là CaO. Cô xin lỗi viết bằng bút mực đỏ cho nó dễ nhìn nhá. CaO này cộng với 500ml dung dịch HCl1m. Đúng không? Sản phẩm tạo thành gì? CaCl2 cộng với H2O. Nhớ này, Trần Anh này, cân bằng đi nhá. Cân bằng luôn nhá. Rồi Tú Dương Văn đáp án B, Bùi Thảo đáp án B. Rất nhiều bạn ra câu số 15 đáp án B rồi. Đã chữa xong câu 14 rồi là nhiều đứa sẽ auto làm được câu 15 đúng không? Bởi vì nó là dạng hết dư. Mà dạng hết dư thì cô Hà dạy rất là nhiều lần rồi, đúng chưa? Nào, bây giờ bước thứ hai là quy đổi các dữ kiện ra mol nhá. 500ml 0
1m. Vậy thì dùng công thức nào để quy đổi ra mol đây? N bằng CM nhân V, đúng không? Nhớ CM là 1, đề bài cho rồi. Cái V thì phải đổi ra lít nhá. Đứa nào mà không đổi ra lít mà cứ để 500ml ấy, thì auto die. Được chưa? 0,1, 0,5 mol. Nhớ nhá. À, cái này chắc là kiểu lỗi phông ấy. Lỗi phông lúc gõ máy ấy, cô cũng chả biết nữa. Lúc in đề ra mình nhìn thấy, cô xin lỗi cả nhà nhá. Nào, CaO là 0,2, HCl chúng ta tính là bao nhiêu? 0,5. Cái nào còn dư? Cái nào còn dư? Nhìn này, 0,2 lấy số mol chia hệ số, vậy chỗ này tỷ lệ là 0,2. Lấy số mol chia hệ số, chỗ này là 0,25. Bé hơn, cái nào bé hơn cái đấy hết, được chưa? Cái nào hết thì đi tính toán theo cái đấy đi. Không phải, lấy số mol của chất đã biết là 0,2, nhân hệ số của chất cần tìm là mấy? Là 2. Chia cho hệ số của chất đã biết là 1. Vậy chỗ này là 0,4, đúng chưa? Chỗ này là 0, lấy số mol của chất đã biết 0,2 nhân 1 chia 1. Cái này là 0,2 nhá. Vậy sau phản ứng, sau phản ứng Ca có 0,2 phản ứng hết 0,2. Hết rồi. Có 0,5 phản ứng hết 0,4, dư 0,1. Ban đầu chưa có tạo thành 0,2 đúng không? Thì có 0,2. Đây, đây là lượng mình cần quan tâm, được chưa? Rồi, bây giờ yêu cầu tính khối lượng muối. Tính khối lượng muối mà số mol của muối là 0,2. Vậy thì m nhỏ của muối là bằng số mol nhân m lớn, đúng không? Số mol là 0,2. M lớn này, m lớn này. Canxi là 40, clo là 35,5 nhân 2, đúng không? Cả nhà cho cô xin cái đáp số với. Bấm máy tính đi nào. Bấm máy tính cho cô xin cái đáp số với. Ở đây muối CaCl2 là bà tạo thành bao nhiêu? Bao nhiêu cả nhà nhờ? Xe bài về tường xong rồi có giấy bút ý, thì ghi luôn nó vào nhá. Có giấy bút thì ghi luôn những cái phần mà cô đang giảng vào, để cái phần nào mà mình không nhớ ấy thì... Oh, Việt Nam được 1-0 rồi à? Thế này thì tí like xong phải đi ăn mừng rồi. Rồi, 22,2 gam. Đáp án gì đây cả nhà ơi? Đáp án B, đúng không? Đáp án B nhá. Thanh niên nào chọn đáp án B thì cô xin chúc mừng. Lại phải đi chơi. Lại phải đi báo. Mệt ghê. Nào, câu 16. Nốt xong rồi nghỉ nhanh lên. Câu 16 nào. Cô check. Rồi, trong khi cả nhà đọc đề của câu 16 thì cô sẽ check lại xem là thanh niên nào câu 15 chọn đáp án đúng nhá. Đáp án đúng là đáp án B này. Cô nhận hết đáp án đúng và kết quả cuối cùng. Tú Dương Văn đúng, Bùi Thảo đúng này, Bùi Ngọc Thảo cũng đúng, Vũ Ánh Hương đúng, Triển Lê đúng, anh Trần đúng. Anh Trần là câu này là chắc là nhớ cân bằng rồi đúng không? Tiến Linh ghi bàn. Tú Dương Văn đúng. Đúng rồi, Bùi Thị Ngọc Thảo phép tính đúng rồi đấy. Anh Trần đúng rồi. Huyền Nguyễn đúng rồi, ok. Vào từ hiệp 1 mà không đứa nào chịu báo cho cô. Để bây giờ gần hết hiệp 2 thì mới báo hết chưa? Cả làng người ta đi xem bóng đá ngồi đây like cho cả nhà. Xong rồi cuối cùng đến bây giờ chúng nó mới báo. Chúng nó mới báo là Việt Nam thắng. Đợi tí cô đi lấy cái máy hết pin là đi lấy cái sạc máy. Sắp hết rồi, ok. Ok. Rồi, nào. Đã hết đâu cô, thế thì like nhanh nốt câu 16 rồi còn đi xem nốt được mấy phút cuối nào. Đun nóng 6,4 gam lưu huỳnh và 1,3 gam kẽm. Nào vậy thì viết phương trình nhá. Kẽm cộng với lưu huỳnh này hôm nay cho cả nhà làm luyện nát bét phần hết dư luôn đi. Sau phản ứng thu được chất có khối lượng là đây, chất đây. Được chưa? Nào. À, bài này chúng ta viết phương trình
Sau khi viết phương trình thì đổi các dữ kiện ra mon nhá. Kẽm là bao nhiêu nhỉ? Số mon kẽm này 1,3 chia cho 6,15. Bấm máy giúp cô đi, đứa nào cho cô số mon kẽm bằng bao nhiêu đi nhỉ? Số mon lưu huỳnh là bằng cũng là m nhỏ trên m lớn nhá, 6,4 chia cho 32. Cho cô cái số mon của hai chất ban đầu đề bài cho đi cả nhà ơi. Thanh niên nào nhắn tin cho cô nhỉ? Ok, 0,2, 0,2 là số mon của cái gì đấy hả? Bùi Thị Thùy Linh ơi, Nguyễn Thị Việt Hà. 0,2 là số mon của cái gì đấy? Cô không có máy kẽm rồi, ok, kẽm là 0,02. Rồi, số mon của Lưu Huỳnh 0,2 à? 0,2. Ok. Lấy theo đáp số của cả nhà đấy nhá. Hả? Sao cái gì số mon của kẽm lại bằng 0,2065 ấy? Số mon của kẽm là 0,02. Số mon của Lưu Huỳnh thì sao cả nhà ơi? Số mon của Lưu Huỳnh là bao nhiêu cả nhà ơi? 6,4, để cô nhẩm xem nào. 6,4. 64 chia cho 32 được 2, đặt một dấu phẩy đằng trước. Rồi ok, 0,2 đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, ok. Vậy thì trước phản ứng số mon của kẽm là bao nhiêu B xuống đây nhá? 0,02 với 0,2 này. Đúng không? Hệ số ở chỗ này, số mon chia hệ số 0,02, số mon chia hệ số 0,2. Đúng không? Vậy thì ở đây chất nào hết? Đương nhiên là kẽm hết rồi đúng không? Vậy thì phản ứng mình tính theo kẽm nhé. Sau phản ứng kẽm hết, Lưu Huỳnh còn dư 0,18 mon, còn ZNS thì tạo thành 0,02 mon, đúng không? Đây là sau phản ứng này. Rồi, vậy thì ở đây cái nào mà là ZNS thôi thì vứt, đúng không? Cái nào ZNS thôi cũng vứt. Cái nào mà ZN với kẽm vứt, vậy đương nhiên là đáp án B, đúng chưa? Ok, nhá, đáp án B. Đấy là cô dạy cách loại nhanh đáp án thôi. Còn nếu chúng ta muốn tính đến cuối cùng thì cũng đơn giản thôi, có số mon rồi, đúng không? Để tính khối lượng của Lưu Huỳnh, lấy 0,18 nhân với 32. Đứa nào nhanh bấm máy tính cho cô nha. Số mon của ZNS 0,02 số mon nhân m lớn đúng không? Kẽm là 65, Lưu Huỳnh là 32, đúng không? Bấm máy tính nhanh cho cô nào. Bấm máy tính nhanh có phải đúng là kẽm ra Lưu Huỳnh ra 5,76, còn kẽm là ra 1,ZNS ra 1,94g không? Đúng rồi. Rồi. Vậy là câu 16 chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Đáp án B, đúng chưa? Rồi, Nguyễn Việt Hà, chính xác. Tú Dương Văn, đúng. Ngô Quý, đúng. Phạm Khánh Ly, đúng. Bùi Thảo, đúng. Vũ Ánh Dương, đúng. Huyền Nguyễn, đúng. Chào cô. Ok, chào Ngô Quý. Con ơi, share cái bài này về tường nhá. Đứa nào mà một nửa buổi mới vào ấy, hoặc là gần cuối mới vào thì nhớ share cái bài này về tường để mai xem lại, mai học lại nhá. Mà đứa nào xem từ đầu rồi muốn xem lại cũng share về tường, nhớ chưa? Cuối cùng, bạn nào chưa có cái đề này thì ngay sau buổi live inbox cho cô sẽ gửi đề cho các con nhá. Hết rồi, buổi live của chúng ta đến đây là kết thúc. Bây giờ là đến giờ gì cả nhà ơi? Bây giờ là đến giờ giải trí rồi. Đây, đây là đề tổng ôn của môn hóa học kỳ 1, part 1, đúng không? Chỉ có điều là part 1 nên là cô đang tập trung vào phần bài tập tính toán là bài tập hết dư. Bão á, bão tí nữa, bão bao giờ đội tuyển Việt Nam hết giờ thì mới bão.
Chào Phú nhá, Phú hôm nay vào muộn nhá con. Xe bài về tường để xem lại nhá. Rồi, bây giờ đến giờ relax rồi. Nào cả nhà muốn nghe bài gì nào? Comment bài muốn nghe đi nào. Cả nhà ơi, xe bài về tường nhá. Và ấn vào cái link mi để đến khi mà cô like thì các con sẽ nhận ngay được thông báo là cô đang like. Cô đang like. Thông báo ngay lập tức ấy. Em ơi lên phố á. Nhanh nào, nhanh tay comment bài hát để được nghe bài hát theo mong muốn của mình nào. Nói về một cô gái, cô muốn lên phố à? Muốn bỏ quê hương lên thành phố à? Có vẻ lời bài hát giống như là một anh chàng si tình, nhưng mà cô người yêu lại bỏ quê lên thành phố nhỉ? Tí nữa cô phải xem lại video bài này mới được, có vẻ khá hay nhỉ? Con ơi, cô là chị gái của thầy Min, không phải em gái. Em gái là mọi thứ cơ. Hát rồi đúng không? Nào một bài nữa nào cả nhà ơi, nhanh tay đứa nào comment trước thì cô cho nghe theo yêu cầu của bài đấy nào, nhanh. Hay nhở? Kiểu nghe phiêu ấy. Rồi, sai lầm của anh nhá. Bạn anh Trần mà lại com trước thì cho bạn ấy nghe trước luôn, theo yêu cầu luôn. Cái gì nhở? Sai lầm của anh à? À.
bài Sai Lầm Của Anh là bài của Đình Dũng đúng không? Đình Dũng là cái bạn mà hát cái bài Tướng Quân đấy gì? Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời. Bài này con nghe rồi. Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi. Là muốn ngấp mộng em theo cả cuộc đời. Rồi nghe 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 nốt bài này xong rồi mình nghỉ nhá. Cả nhà ơi xem nhanh cái like này về trường nhà mình đi nào. Xong rồi mai tổ chức xem chung nhá, cho các thanh niên trong các nhóm 2K5 xem rồi nhá. Hôm nay cô biết là nhiều đứa mải xem bóng đá nên là chưa xem được đâu. Hay nhỏ, cả nhà cứ nghe đi nhá. Trần Giáng Hương, chào bạn Tuấn, chào Phạm Thánh Ly. Cả nhà ơi, like nhanh cái bài like này về tường nhá. Like nhanh cái bài like này về tường này, xong rồi học đi nhá. Bởi vì có thể nó sẽ trôi bài rất là nhanh, và biết đâu một ngày nào đấy nó không được đẹp trời lắm, cô lại thấy nó lại đầy, cô lại lỡ tay cô xả đi thì thôi. Nên là học nhanh nào, xe nhanh vào đi nhá, xe đi. Ok rồi, nhạc hết rồi, mình sẽ kết thúc buổi live ở đây nhá cả nhà nhá. Ok, cả nhà nhớ share nhanh bài live hôm nay về tường để học nhá. Chào cả nhà, bye bye. Cảm ơn tất cả cả nhà đã hôm nay
dù có bóng đá mà vẫn nhiệt tình vào like và xem nhá, share về tường nữa. Rồi, chào cả nhà nhá. Cô kết thúc buổi live ở đây đây. Bye bye.